xin chào và rất vui khi gặp lại tất cả anh chị ở trong video ngày hôm nay và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp về bitcoin liệu là ở trong tuần tới giá nó sẽ giảm như thế nào liệu nó có giảm sâu xuống hay là nó sẽ có một sự tăng trưởng tiếp nối ha, ở trong đầu tuần sau thì anh chị có thể là xem qua video này nhá và khi anh chị xem video của tụi em mà anh chị thấy thích anh chị đừng quên là có thể là để lại nút like và cũng như là nút đăng ký kèm theo cái quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo sớm hơn về nội dung sắp tới mà tụi em sẽ chia sẻ đến anh chị nhá và ngoài ra thì dưới đường dẫn phần mô tả em cũng có để sẵn về cái đường dẫn đăng ký sàn con S và cũng như là cái nhóm trading free để anh chị tham gia vào và anh chị có thể là trading kiếm lợi nhuận đến từ thị trường này để mà có thể là tìm kiếm những cái danh mục đầu tư nó tốt nhất cho bản thân mình nha chị nhé và bây giờ chúng ta hãy nói đến cái vấn đề ở ngay tại thời điểm này là khi giá của Bitcoin nó đã tăng trưởng từ những cái vùng mà chúng ta lo là khoảng 54 đổ về 57 ngàn đúng không anh chị Ở dưới này là 0.5 và 0.618 Thì ở thời điểm hiện tại khi chúng ta gặp đến cái ngưỡng kháng cự tuần 64.200 đô Và trong video gần đây nhất thì em cũng đã phân tích về cái vùng giá này rồi Nó là khu vực kháng cự tuần anh chị Và cái tỷ lệ điều chỉnh của Bitcoin ở trong thời gian tới là vẫn có nha anh chị nha Và liệu rằng là nó điều chỉnh sâu hay không á Thì trước tiên á, anh chị nên nhìn ở không thời gian không tuần À, khung tuần thì hiện tại chúng ta cũng đang nằm ở ngay cái vùng là BOC theo cái công cụ là Fisher Trend Volume Profile anh chị thấy rằng đây là khu vực à, có cái lượng volume rất lớn cái lượng volume à, khung tuần anh chị là nó tập trung ở đây ha và anh chị thấy rằng là mỗi lần khung tuần đến đây thì đều có một cái lực bán xuống ha? có một lực bán rất là mạnh từ khu vực này xuống Đó, và trong những lần ở đây nhất cũng vậy và với cái việc là chúng ta biết được rằng giá đang bị chặn lại bởi một cái tường volume lớn như vậy thì cái tỷ lệ điều chỉnh ở khung nhỏ nó sẽ có thể là xảy ra nhưng mà đối với khung lớn này á à, đối với khung lớn này sau khi nó được hỗ trợ anh chị à, thì ở đây là cái VL anh chị à, đường màu xanh như thế này nè là cái VL à, tức là cái nơi đã có một cái lượng volume kích vào để đẩy giá lên rồi á, thì em nghĩ rằng là nó khó có thể là gọi như là đâm quá sâu nữa đâu mà em nghĩ rằng là trong thời gian tới nó vẫn có thể là tăng cao hơn à, đây là với khung tuần khung ngày cũng tương tự như vậy khung ngày anh chị có thể là xem ở đây một tí nhé thì với những cái vùng giá, những con sóng, những cái đỉnh sóng trước đây á, Anh chị cứ để ý đi Là có phải nếu như mà người ta sốc Đúng ạ ví dụ người ta sốc ở đây đi Thì SL người ta sẽ treo ở quanh những khu vực này ha ví dụ như đây là một cái lệnh mà người ta đang sót ở khung thời gian là khung ngày đi Họ đang sót như thế này Và họ đang để SL trên này Ở khoảng là 70, 72, 73 nghìn đô đi chẳng hạn Hoặc là những người khác Họ đang sót gần đây thôi SL của họ để lăn quanh khoảng 67 nghìn đô À, em ví dụ như vậy nhé họ đang sót ở khu vực này về SL khoảng 67.000 đô đó anh chị thấy không ạ thì cái tình trạng khi mà giá đã có những cái lực bán xuống ha những cái lực mà sót xuống rồi à, thì cái volume những cái SL nó đang nằm ở những khu vực nó treo ở những khu vực cao này á nó có thể là bị quét nha anh chị nó có thể bị quét và khi chúng ta nhìn lại một lần nữa trên biểu đồ thanh lý Anh chị thấy là cứ từ cái vùng là khoảng 54-57 000 những khu vực chúng ta lon á Đây, những khu vực chúng ta lon ở dưới này đúng không anh chị chúng ta lon lên thì có phải là mỗi lần mà giá đi lên mỗi lần mà giá đi lên là nó sẽ quét một cái lượng thanh lý một cái cụm màu vàng như thế này anh chị thấy ở khu vực là khoảng 58 000 này ở những khu vực như là 58 000 đổ lên là khoảng 60 000 thời gian vừa qua chúng ta quét rất nhiều ha đây 60 800 này rồi đẩy lên quét tiếp ở khu vực là 61 600 và thời điểm hiện tại từ khu vực là khoảng 64 400 đổ lên đến gần 80 000 đô là còn rất nhiều những cái lệnh sốt đang bị chờ thanh lý cho anh chị có là những cái anh em mà như em nói á, là họ đang sót họ che sl hoặc là không che sl luôn đó họ đang sót thì cái tỷ lệ nó quét lên rất là cao anh chị ha đó, và khi mà có cái tín hiệu rằng thì những cái mục tiêu như là tb 2 ở đây là 67.100 đô với cái lệnh lon mà em có kêu anh chị long từ dưới lên á thì anh chị thấy rằng là thời điểm hiện tại anh chị nên dời sl dương và cái ngưỡng này đi về ngưỡng 58 000 ba thì cho nó an toàn và chúng ta có thể là đợi chờ một cái cú đẩy lên nữa ha anh chị và liệu rằng cú đẩy đó nó sẽ diễn ra như thế nào ở trong thời gian tới thì anh chị có thể là xem tiếp về một cái chỉ báo là cluster goal và cũng như em kèm theo cho anh chị luôn là cái chỉ báo RSI ha anh chị ha thì ở khung ngày đối với là cluster goal nó đã có một dấu hiệu cảnh báo là nó có thể điều chỉnh xuống ha anh chị ha nhưng mà ở RSI thì nó vẫn còn cái khoảng không nữa À, nó vẫn có khoảng không nữa anh chị và với cái tình huống này xảy ra khi em so sánh hai cái chị báo này thì một cái chị báo gần tới rồi một chị báo thì xa hơn một tỷ là nó cũng gần tới khu vực quá mua thì cái tỷ lệ điều chỉnh trong thời gian tới vẫn có nhưng mà cả em thấy là nó sẽ có khả năng là điều chỉnh nhẹ xuống và trước khi là bơm lên à, trước khi bơm lên thì để làm rõ vấn đề đó hãy quay về 4 giờ nha anh chị em sẽ tắt những cái công cụ khung ngày đi và bật cái công cụ 4 giờ lên à, anh chị xem ha à, với 4 giờ từ chị báo anh chị thấy rằng là nó đang điều chỉnh này từ qua mua về qua bán đúng không anh chị và cái tỷ lệ điều chỉnh này sẽ diễn ra khả năng rất là cao diễn ra anh chị bởi vì là chúng ta đã di chuyển trong cái uh, mô hình tam giác này uh, như chúng ta phóng đẩy và sau đó nó rất cao ra và test lại thì bây giờ là một sự điều chỉnh nhẹ xuống trước khi tăng lên tiếp là có thể xảy ra ha là có thể xảy ra anh chị cho nên là cái vùng giá mà em nghĩ là nó sẽ về được á là khoảng 61.200 đô tức là cái VAH ở trên này đây anh chị thấy rất nhiều cái sự phản ứng giá ở khu vực này đúng không ạ đó và đây sẽ là điểm hỗ trợ đẹp và không chỉ là cái VL này không à, và không chỉ là cái VAH này không khi em tắt cái này đi em vẽ tiếp ha em vẽ tiếp nha anh chị về hai cái đường trên line thôi đơn giản là hai cái đường trên line để phân tích về hành vi giá của nó để anh chị thấy được rằng là gì à, chúng ta còn cái ngưỡng hỗ trợ ở dưới này ha chúng ta đang có một cái ngưỡng hỗ trợ và một cái ngưỡng kháng cự thì đối với cái kháng cự này ấy, anh chị thấy rằng là rất là nhiều lần À, chúng ta từ chối ở đây xuống đúng không anh chị từ chối và ở à, đây một lần nữa chúng ta đang từ chối về với vùng hỗ trợ thì đây luôn có một cái lực hỗ trợ từ khu vực giá này lên bởi vì là chúng ta đang nằm ở xu hướng là xu hướng gì anh chị xuống tăng và cái, thì cái việc mà ở thời điểm hiện tại á, giá nó về tới cái ngưỡng là khoảng 61 mươi một tám sáu mươi một bảy chỗ này nó không khó anh chị và nó cũng sẽ trùng với cái điểm vah ở khung 4 giờ ha anh chị ha đây cái điểm vah đường màu xanh này nó sẽ trùng ngay cái điểm hỗ trợ dưới này và khi đó giá của chúng ta hoàn toàn có thể là quay đầu trở ngược lại và tiếp tục tăng lên tiếp để làm gì anh chị giá ở đây vẫn có thể quay đầu và tăng lên tiếp sau sự điều chỉnh nhẹ này sau sự điều chỉnh nhẹ này anh chị lưu ý nữa anh chị đang muốn sót ấy thì anh chị cũng lưu ý rằng là cái vấn đề khi nó điều chỉnh nhẹ ở đây nó có hỗ trợ rất là nhiều ở khu vực dưới này thì cái tỷ lệ nó tăng lên rất cao à, cho nên anh chị nào mà muốn sót cũng hãy cẩn thận nha bởi vì là chúng ta biết cái tỷ lệ điều chỉnh sau nó sẽ hồi tiếp chúng ta đang nằm ở trong xu hướng tăng À, nó vẫn đang được hỗ trợ rất tốt Và với cái tình trạng khi mà nó điều chỉnh xong Và nó phục hồi lên đó, Thì nó sẽ lấy thanh lý ở cái khung thời gian khung ngày Đây Nó sẽ lấy thanh lý ở khung thời gian là khung ngày Như chúng ta bàn ha Giá sẽ vòng lên trên ngưỡng khoảng 65 Đổ về trên 70 Để nó lấy thanh lý đây Và rất là nhiều những cái lệnh thanh lý đang chờ à, Đó là cái muốn chỉ ra ha. Và sau đó thì nó sẽ có Một cái sự điều chỉnh mạnh hơn ở khung ngày Bởi vì là chúng ta đã được dự báo rồi anh chị chúng ta đã được dự báo bởi chỉ báo rồi ha, trước đây cũng vậy nè anh chị nè cũng quá mua cũng có một cú đâm cũng quá mua cũng nghe kháng cự có một cú đâm thì lần này tương tự khi chúng ta phục hồi lên thì chúng ta sẽ đến quá mua và cái quá mua này khi nó quét thanh lý xong thì nó có thể là tạo ra một cú đâm đâm xuống trước khi là có một sự tăng tiếp và đối với em á ở thời điểm hiện tại thì nhìn chung là giá của bitcoin đang có cái xu hướng tích cực rồi và ancon ở thời điểm này đang có những con hàng có vùng giá tốt vẫn có thể là gom được thì anh chị cứ gom anh chị nào muốn DCA anh chị cứ DCA và trong 3 tháng cuối năm vẫn như cái dữ liệu mà chúng ta phân tích với nhau thì khả năng mà chúng ta tăng trưởng đối với Bitcoin đối với cả thị trường crypto này rất cao nha anh chị nha hãy nhìn ở tháng 10 11 và 12 thậm chí là tháng 9 này chúng ta đang có mức dương rất cao là 6,5% so với 2023 cùng kỳ Tháng 9 năm 2023 bây giờ còn đang thấp hơn ở tháng 9 hiện tại anh chị Và 3 tháng cuối năm anh chị cứ chờ xem sau hai vinh cái khả năng màu xanh nó sẽ rất rất cao nha anh chị nhá và video ngày hôm nay em cập nhật cho anh chị đến đây thôi và anh chị đừng quên là có thể là ủng hộ team bằng cách là click vào nút like nút đăng ký kèm theo quả chuông bên cạnh và cũng như là sử dụng qua sàn s để có thể là đầu tư thuận tiện hơn ở trong thời gian tới mọi người nhá và cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung video ngày hôm nay và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau